Các bạn ơi, hôm nay Trâu và Bò sẽ dẫn các bạn đi review một cái quán buffet ta nói là hiếm có khó tìm luôn, bởi vì nó vừa rẻ vừa ngon, hải sản lại phong phú nữa. Nào là mực, tôm, ghẹ, tôm thì là tôm càng loại 1 nha. Còn giá cả thì ôi trời ơi, chỉ có 139k thôi. Các bạn thử tưởng tượng xem 139k mà mình còn được ăn cả sashimi nữa. Nên các bạn hãy cùng Trâu và Bò review từ đầu tới cuối xem quán có những món ăn đặc sản như thế nào nha. Mời mọi người nha. Khúc này là Bò đang ăn sashimi với mù tạt nè. Quá cay luôn. Mời mọi người nha. Quán mình còn có thêm món bào ngư nướng phô mai và hàu sữa nướng phô mai nữa. Có nhân viên mình sắp xếp đứng nướng tại quầy cho khách luôn. Nhà mình là đi mấy người vậy chị? 10 người nha các bạn. Rồi. 10 người luôn, là gia đình của mình luôn, cũng ở Ba Chi luôn hay là ở đâu lại vậy? Ở Ba Chi luôn. Mọi người ăn cảm thấy như thế nào ạ? Ngon lắm. Ngon đúng không ạ? Thích nhất là món nào vậy? À đây là tôm đúng không? Tôm bây giờ là tôm bự luôn. Quán chuẩn bị tôm bự để chiêu đãi mọi người. Có tôm nhỏ ngon. Dạ. Vậy hả? Dạ. Chứ là cái cách bài trí quán mới vậy nè, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Nó rộng rãi thoải mái ạ. Đúng rồi, rồi thoáng hơn nữa đúng không? Hồi trước thì hơi nhỏ chút xíu, thấy đông quá nên là quán đổi lại. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha, cảm ơn nhiều nha. Một quán buffet miền Tây mà đầy đủ các loại trái cây miền Tây luôn các bạn. Chị ơi, dạ chị ăn quán này là thứ mấy rồi dạ? Không, cái đó lúc trước quán cũ chị ăn quà nhiều à. Rất là ok luôn. Đồ ăn cũng ok luôn. Ăn ok. Thì đồ cái đây ở quán này là ok rồi, chị đi ăn nhiều rồi mà. Chị thấy mà chị thích nhất là món nào vậy? Chị món nào không thích. Oh my god. Còn tôm thấy như thế nào? Tôm thì tươi sống, chị thấy nãy giờ vô chị hỏi tơ tôm. Hình như tôm là to hơn hồi trước nhiều lắm hả chị? Nhiều, to rất là nhiều. To hơn rất là nhiều okay. Luôn. Tức là mình thích cái nào mà là tôm, đúng rồi. Mình nên ăn mình cái chỉ tập trung ăn những cái món mình thích thôi. Những người khác là có những cái món họ thích cái nói chung khác. Là chia đều muôn người muôn người muôn vẻ mà mỗi người mỗi ý thích khác nhau. Em chúc chị ăn ngon miệng nha. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị nhiều ạ. Mình là Trâu, còn mình là Bò. Chào mọi người. Hiện giờ Trâu và Bò đang có mặt ở dưới thị trấn Ba Chi. Ba Chi là một cái tên vẫn còn khá xa lạ đối với mọi người, nhưng mà thật ra ở đây đang mọc lên một số các hàng quán rất là hot. Một trong những cái điểm cực hot, cực rẻ, cực ngon đó là gì vậy Bò? Đó chính là ăn là đã. Đây là một trong những cái quán mà buffet rất là hot ở dưới đây. Và đặc biệt là thị trấn Ba Tri bây giờ rất là phát triển mọi người ơi. Mọi người hãy cùng đón xem cái clip này để mà xem những các món ăn ở trong quán rất là đa dạng, như là sashimi nè, tôm, đặc biệt là tôm sống luôn nha. Các bạn hãy đón xem hết clip này với hai đứa mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, mời mọi người. Dạ chào chị, tụi em là kênh Trâu Bò Review. Tụi em muốn review của quán của mình, tại vì thấy là rất là nổi trên mạng và rất là ngon, lại mới nữa. Chị có thể giới thiệu về chị và sơ về quán của chị được không ạ? Được em. Như chị thì tên Linh. Dạ. Quán thì tên là Ăn Là Đã. Dạ. Thì hôm nay thì chị cũng mới vừa khai trương lại khoảng 3 ngày thôi. Dạ. Thì cũng mới vừa sửa chữa với lại là trang trí, bài trí các kiểu nó khác. Vậy thì quán mới có nhiều cái không gian mới, chị giới thiệu sơ về không gian mới của quán mình được không nào? Không gian thì chị có làm cho cái không gian bài trí của mình cho khách ngồi thì nó rất là sạch sẽ và thoáng mát và rộng rãi hơn trước gấp mấy luôn. Cảm ơn chị. Vậy bây giờ mình vào quầy thức ăn để chiêu đãi khách, rồi chị giới thiệu những cái món mà quán thường hay đãi khách và những quán yêu thích nha chị. Thì ở đây là mình có những món sashimi như là sashimi cá ngừ nè, cá hồi, rồi mực Nhật nè, rồi mình có kèm thêm là mứt hồng nha. Cái này là mứt hồng, đây là đặc sản riêng của quán nè. Mứt hồng, mứt gọi là mứt hồng. Hồng là mứt làm từ cây hồng hay là mứt màu hồng? Mứt gừng hồng. Mứt gừng hồng. Cái này là bột wasabi dùng kèm với sashimi. Rong nho, nho để dùng kèm với lại sashimi cá, cá hồi nè, và đây là mực Nhật nè, rau mực tuột Nhật, đây là thanh cua,
những đồ này là ăn sống nên là lúc mình ăn á mình có cần phải để ý cái gì không chị, hay là vẫn ăn bình thường như những món khác? Thì mình nên để ý là những cái món để mà ăn kèm với lại cá sống nè, thì mình ăn đủ nguyên liệu của nó thì cái món ăn của mình nó mới ngon được. À, tức là đồ sống thì những cái gia vị mà để gia xung vị, quanh đúng rồi. Quán đã để sẵn thì khách cần phải lưu ý là ăn đầy đủ về những cái hương vị đó để nó dậy mùi với lại nó tốt hơn nữa. À đúng rồi, ok. À, cái này là nigiri tôm. Nigiri tôm, nghe là tới viết tên là món Nhật rồi. Bao gồm ở dưới là một cục cơm với lại ở trên là tôm lột hả chị? À đúng rồi. Cái này là nigiri cá hồi. Này là gồm cơm và ở phía giữa của nó là có màu tạc nè, rồi ở trên của nó là có miếng cá hồi. Và ở trong cơm này thì mình có pha những cái gia vị cho cái phần cơm của mình vừa ăn rồi. Rồi cái này là nigiri cá ngừ đại dương. Wow, cá ngừ đại dương luôn hả chị? Rồi lúc mà nhập về là từng miếng hay là một tảng rồi đầu bếp một mình cắt tảng ra? Lớn nha, một tảng lớn thì bếp mình cắt miếng cho vừa ăn. À. À, sushi cuộn trứng. Sushi cuộn trứng nhìn màu hấp dẫn quá. Trứng nên là cái màu đặc trưng của nó là màu vàng. Cái này là ớt nha, trứng rồi ớt chuông Đà Lạt á, để mà có thêm cái phần màu sắc cho nó đẹp thôi. Thì là cơm cuộn với lại thanh cua. Và cái phần cơm này thì trong bếp cũng nêm những cái gia vị cho cơm vừa ăn rồi. Cái này là cơm cuộn với lại cá hồi cuộn bơ. Ở trên là bơ và có thêm cái nước sốt ăn kèm. Bơ này là trái bơ đó. Trái bơ, trái bơ của mình, trái bơ tươi á. Cái này là cơm cuộn cá ngừ sốt kem. Sốt kem là cái kem ở trên hả chị? Đúng rồi. Cái này là cơm cuộn tôm và thanh cua kèm sốt kem luôn. Dạ. Cái này là chị dùng để bảo quản những thực phẩm dành cho sashimi, để mà lúc nào mình khách mình đến cũng đầy đủ thực phẩm để mà cung cấp cho khách á. Chơi những cái món sushi mới này nè, em thấy cái đứt cái dĩa này là rất là đẹp mà nó lại nhìn ngon nữa. Chị giới thiệu cái món này chút đây xíu. Đây là món cá hồi cuộn bơ kèm sốt kem. À. Và đây là món da cá hồi cuộn cơm và kèm nước sốt. Một cái dạng nước sốt đặc biệt của đầu bếp của quán chị. Rất là nhiều loại sushi luôn. Mà buffet á, mà kiếm được một cái quán mà có đầy đủ loại sushi như vậy á, cũng là hơi là bị khó, hay bị hiếm á, mà lại ngon, tươi nữa. Tất cả là bao nhiêu loại vậy chị? Tổng cộng khoảng 15 món. Wow, 15 món mà tính riêng cái chỗ sushi này thôi đó. Đúng rồi, sushi không khoảng 15 món. Nên là bạn nào mà tính đồ của sushi ở Ba Chi thì nhớ lưu lại nha. Nước ngọt của tỉnh mình á, món này gọi là con dẹm, dẹm nướng đậu phộng mỡ hành. Con dẹm của bên chị to mà nhìn tươi quá. Dẹm này là quán có sơ chế sẵn chưa chị? Cái này là mình có sơ chế sẵn rồi em. À. Mình chỉ nướng sơ lại rồi dùng được. Đây là con ghẹ, ghẹ này ghẹ bông, ghẹ này hình như là ghẹ biển. Ghẹ này thì rất là chắc nè. Hồi nãy có thử trước khi mà đem nhập hàng thì mình cũng có thử rồi, thấy thì cũng rất là chắc, thịt rất là nhiều. Anh thả ra hay sao? Cái ghẹ này thì hôm nay là mình hiện tại là cho khách dùng thả ra luôn nha. Ghẹ này mình lấy ở biển nào vậy chị? Ở biển mình luôn, nhập ở biển mình luôn, biển Ba Tri luôn. Ba Tri luôn, Ba Tri của mình hào sản, có món nào cũng có hết trơn. Đây gọi là con sò dẹo. Thì con sò này thì mình dùng cái thịt nó vừa mềm vừa ngọt nè. Này là ốc móng tay. Ốc móng tay thì cái này mình để nướng mỡ hành. Con này thì mình chọn xay to cho nên là ruột nó rất là to nè, mập nữa. Lúc mà ở này là biển nhà mình có nè, cho nên là người ta bắt lên người ta giao liền luôn, cho nên là ốc này nhìn rất là tươi nè. Đây là mỡ hành để mà mình nướng kèm với lại hải sản đó. Đây là mật ống. Mật ống ở biển mình luôn, ở biển miền quê mình luôn. Thì đây gần biển cho nên là mật mình nhập về lúc nào nó cũng giữ được cái độ tươi của mực nè.
mực này nó tươi, nó giòn, cứng luôn nha. Tôm càng xanh, con size to. Wow. Chị thấy bắt mấy con tôm thì thú vị không chị? Thú vị. Rồi mỗi lần mình nó nhảy như vậy mình có bị bỡ ngỡ đồ gì không, hay là mình thấy nó có chứ. Vậy hả? Nhưng mà mình thấy nó nhảy như vậy, nó chính là con tôm tươi không chị? Tôm tươi ăn vậy mình thấy rất là ngọt. Đúng rồi. Em cũng thích bắt tôm mà công nhận cái càng tôm này càng bự ghê ha. Rồi đó, nó mê rồi đó. Bây giờ nó mê rồi đó. Rồi tiếp qua bên quầy khác. Và những cái phần thịt riêng của bò Mỹ nè. Ví dụ như đây là phần thân bò nè. Đây là đùi bò. Đùi bò nướng tảng nè. Nhìn cái tảng thịt bò này hấp dẫn quá, nó còn có những cái đường vân mỡ ở giữa nữa. Ừ. Còn tại vì mình chọn những phần vừa nạc, vừa gân, vừa mỡ như thế này thì khách ăn nó sẽ đỡ ngán hơn, với lại là nó có cái độ mềm á, độ mềm của bò á. Cái đây là cái phần nước sốt dành riêng để mà nướng bò Mỹ nè. Đây, khi mà mình chọn bò Mỹ á, thì mình cho miếng nước sốt mình ướp kèm lên bò Mỹ rồi mình nướng cho nó có cái độ vừa ăn. Cái này là phần phần dẻ sườn bò á. Còn đây là những món cá để mà dành cho khách mình dùng với lẩu á, như cá mú nè, cá lăng nè, cá diêu hồng. Quá trời luôn. Như là bình thường thì khách sẽ, nếu như mà khách biết ăn thì khách sẽ chọn những cái phần nó vừa mềm vừa có cái nó vừa có cái vị có hơi cái gân gân mỡ mỡ để mà nó có cái độ mà béo của miếng bò đó. Nạc đùi hay là nạm bò là hay hơn cho dành cho mấy bé? Mấy bé thì thường là sẽ chọn ăn những cái phần ba chỉ. Ba chỉ bò hoặc là thân bò. Ba chỉ bò là cái nào vậy chị? Ở bên kia. Bên ba chỉ bò đó hả? Chỉ bò. Ủa tại sao lại là ba chỉ bò lại phù hợp với mấy bé hơn là những cái món bò khác? Thường là ba chỉ bò nó rất là mềm. Với lại là phần ba chỉ là phần mắc nhất. Bây giờ mới biết. Cái ba chỉ heo. Ba chỉ heo này mình dùng để nướng hoặc là dùng để nhúng lẩu cũng được luôn. Cái đó là quán set up sẵn như vậy để cho khách dùng để ăn lẩu á. Còn bên đó là cái bắp bò, bắp hoa. Cái này là con dọp nha, dọp biển Ba Tri nè. Là con dọp thì cái ruột nó rất là to và mập, mà ăn thì nó có cái vị ngọt như nghêu vậy đó. Nghêu, đây là nghêu. Nghêu Ba Tri với lại nghêu Gò Công nó có giống nhau không vậy chị? Nghêu á? Không, hai cái nghêu này nó khác nhau á. Dạ. Nghêu Ba Tri thì thường là cái nước của nó ngọt hơn, mập hơn, cái ruột mập hơn nữa. Đây là con hào sữa. Hào sữa này thì mình nhập ở Sài Gòn về. Ruột nó rất là mập nè, thì nó có độ béo. Mình có thể nướng kèm với lại mỡ hành, đậu phộng nha. Hình như đặc biệt quán chị là hào còn có là quán chế biến sẵn cho khách nữa. Đúng rồi. Cái món đó thì mình có nướng phô mai để cho khách dùng nữa. Rồi giờ đến cái phần cá chạch ha. Đây là con cá chạch quế nha. Ôi, nó còn sống luôn kìa. Con cá chạch quế thì hồi nãy thì mình có bỏ đá để cho nó lạnh, để cho nó mê, mà bây giờ nó tỉnh rồi. Chị set up ra tất cả là bao nhiêu hồ tôm vậy chị? Hồ tôm của mình thì có 4 hồ. Có 4 hồ tôm và để thả tôm oxy, lọng tôm cho nó sống nè, tôm càng á. Con nào cũng còn sống tươi ra rối luôn. Đây. Vừa to mà còn vừa tươi, nhảy thì soi sói rất là mạnh. Cắn ra đào.
Ủa nó ngoại như vậy khó chế biến quá thì phải sao vậy chị? À, cái tôm này thì mình có quán có chuẩn bị sẵn cho mình cái thao nước đá để mà gây mê nè. Thì mình khi mà mình thả vô thì con tôm nó lạnh nó tê lại thì mình có thể nó nằm im rồi mình đưa lên vỉ mình nướng nha. À, mình gồm có hai loại cá, cá lăn nè. Cá lăn thì dùng để thả lẩu nè. Và cá vuông hồng. Nhưng mà một con này bự quá rồi, mỗi lần mà khách dùng thì như thế nào chị? Khách dùng thì bếp sẽ làm sạch và đưa lên quầy để cho khách lấy. À, tức là trong quầy live là có lấy từ những cái con cá sống như thế này. À đúng rồi. À, đây là những món mà bếp đã nấu chín ra và để cho khách tự chọn nè. Đây là món gỏi đu đủ hải sản nè. Gỏi đu đủ với lại hải sản tôm. Món ốc móng tay xào me. Móng tay xào me chua chua. Móng tay xào me kế bên. Có vị chua vừa chua vừa ngọt. Dạ. Đây là mình có ớt chiên nước mắm. Ớt chiên nước mắm. Có rắc mè lên cho thơm nữa. À có. Chả giò hải sản nè. Chả giò hải sản kèm sốt mayonnaise. Nhìn vậy thôi chứ bên trong là cũng có nhân ăn rất là ngon. Hồi nãy em ăn thử rồi thấy ngon ơi là ngon luôn. Hàu phô mai trứng cút. Đây là hàu sữa nè, phô mai, trứng cút, mỡ hành. Thì đây là cái chén với bạc, mình có thể đặt nguyên chén lên dĩ mình nướng. Ăn vậy cũng tiện cho khách nữa đúng không? Dạ, cái này là cơm cuộn sushi. Đây là món salad dầu giấm. Đây là món chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc là gà rút xương lên với chân lại gà rút xương bằng. Đúng rồi, chân gà mình đã rút xương sẵn luôn nè. Những cái món chua chua này thường thường ăn nó đỡ ngán đúng không? Đúng rồi em. Kim chi. Tôm càng đã được làm chín nè, hấp gừng. Nếu như bạn khách nào muốn ăn mà làm sẵn rồi thì có lẽ lại cái quầy live chế biến sẵn, mình gấp là thưởng thức thôi. Đây là món mì xào. Mì xào với lại thịt. Kim chi Dân Châu. Đây là món mực. Mực xào. Món súp. Súp hải sản nha. Giống như dạng súp cua á không chị? Đúng rồi, súp cua. Cái này là món gân bò nấu curry nè. À. Gân bò nha. Cái này gân là phần bò gân nấu, bò nấu cà ri kèm với bánh mì á. À. Có bánh mì để kế bên. Cái này là món bò cuộn tam sắc. Thì đây là cái quầy lai, để cho quầy lai này là cho khách nướng nè, khách tự nướng tại bàn nha. Khách chọn đến bàn rồi mình bếp có để than ở trên bếp cho mình nướng luôn. Còn đây là món bò cuộn với lại củ quả, thì mình có hành tây và ớt chuông Đà Lạt. Thì phần ớt này nó sẽ không có cay nè. Rồi cái này mình có chả cá Nha Trang, thì mình nhồi vào cái trái cà bắp thì mình nướng như thế này nè. Rồi mình dùng. Thì cái này chả cá này thì bên bếp đã ướp gia vị vừa ăn rồi nè. Cái này là món cá trứng nơi cuốn với bạc. Và ở trong này thì mình cũng đã có cho nước sốt ở trong này nè. Thì khách để y miếng như thế này là mình nướng. Mình nướng rồi mình dùng. Còn cá Sapa phi lê á, và mình đã ướp nước sốt ngũ vị và vừa ăn cho khách nướng nè. Cá Sapa phi lê thịt không nè. Cái này là món vây cá hồi. Vây cá hồi mình ướp với nước sốt muối ớt để cho khách nướng. Vú bò nha. Đây là phần vú bò. Vú bò nướng sốt ngũ vị. Trái ớt Đà Lạt nè. Trái ớt Đà Lạt thì mình cũng cho phần chả cá vô đây và mình có thể thả lẩu hoặc là mình nướng. Em thấy cái món nó giống như trong những cái món mắm Thái ấy, người ta hay thả một cái trái ớt như vậy. Đây là thịt bò xuyên với lại củ quả, đậu bắp với lại cà tím. À, còn đây là món đặc biệt mà khách thích nhất nè. Bò cuộn kim châm. Bò cuộn nấm kim châm. Khi mà nướng lên cái nấm kim châm nó ra cái vị ngọt nên là người ta rất là thích ăn món này. Đúng rồi. Đây là thịt bò sắc lát. Đây là thịt bò sắc. Bắp bò, đùi bò. Đây là phần sườn heo. Sườn heo ướp nước sốt muối ớt để cho khách nướng.
Đây là món mề gà. Món mề gà. Đây là phần tim. Tim của heo á. Quả tim của heo ra ướp nước sốt để mà cho khách cũng nướng luôn. Đây là cái quầy lai để cho khách nướng. Cái này là ớt. Phần ớt này thì ớt còn da, để da cho khách nướng nè. Để da chị để ăn cho giòn giòn hả chị? Đúng rồi, để da thì thường nó sẽ giòn hơn. Ở đây mình có cái phần ớt bếp đã lọt da sẵn. Nếu như mình ai mình không thích ăn da thì mình có thể chọn cái phần ớt không da. Dạ. Rồi đây mình có thêm cánh gà nha. Đây là cánh gà nước ướp nước sốt ngũ vị nè. Con cá cam Nhật. Con cá cam Nhật đây là mình ướp nước sốt muối ớt ra để cho khách nướng nè. Thì cá này rất là tươi, cá này là hàng cá nhập ở nước ngoài về. Cá nó rất là to luôn. Có khoảng là ký mấy, gần 2 ký à. À, cái này là ba chỉ, thịt ba chỉ heo ha. Ba chỉ heo thì đây là mình có nước sốt ướp sẵn nè. Thì mình nướng mình có thể ăn kèm với lại rau sống nè. Ở đây là cái quầy trái cây với lại bánh này là để ăn tráng miệng phải không chị? Tráng miệng, đây là quầy trái cây la xét tráng miệng và bánh ăn vặt của mình. Thường thường là trái cây này có những loại gì trong quán mình thì chị trang trí cũng đẹp ghê. Hôm nay thì mình có trái mận hồng, mận hồng đào. Dạ. À, mình có quýt thái. Mình có trái quýt thái nè. Quýt thái là chắc là ngon. Quýt thái. Có nhãn quế nè. Nhãn quế ha. Món này là món đặc sản của Ba Tri nè. Ba Tri là làm là ngon nhất nha. Đây là món bánh bèo nước cốt dừa. Khác ở những chỗ khác là cái hình của cái bánh bèo này như nó nhỏ hơn so với những cái bánh bèo khác. À, đúng rồi. Bánh đúc. Bánh đúc ăn kèm với lại nước cốt với lại nước đường nữa. Mình có bên đây là nước đường, bên đây là nước cốt. Thì bánh đúc này ăn nó có vị giòn và cái độ béo với lại độ ngọt nhẹ của đường thì nó có vị thanh mát nữa. Món bánh đúc này nhiều người thích lắm, một cái dạng bánh quê mà phải nói là giống như trường tồn tới giờ đó. Rồi trái cây thì mình cũng có thêm những loại quả như là lơm chơm nè, thanh long nè. Đó. Rồi nhãn thì nhãn quế, nhãn tiêu. Dạ. Đây là cái nước chao á, nước chấm chao để dành chấm gỏi cuốn á, nước chấm dành riêng cho nó. Tôm với lại rau mà quán cuốn cũng vừa miệng lắm, một cái cuốn xinh xinh như vậy nè, thì chấm với lại cái nước chấm gọi là nước chấm chấm chao. Cuốn đây là nước sâm hoặc é nè, đây là nước uống miễn phí của khách. Còn đây là nước nước thạch hạt chia. Đây là mình có pha chế cái vị ngọt vừa phải nè. Thạch tam sắc nè. Hạt sen. Hạt sen rong biển thì mình uống nó rất là mát. Hết hồn. Nói trời ơi tưởng cá vậy. Đây là cái món nước thạch hạt chia. Gì món này là panna cotta, trái cây, hương vị cái trái cây nè. Cứ mỗi một màu là một vị trái cây khác nhau. Đúng rồi. Món này là món rau câu trái cây. Rau câu trái cây. Nhưng mà em thấy đẹp, nó giống như nó gọn gọn, người ta cũng dễ ăn nữa. Nước sốt của nước quán. Sốt thì mình gồm có những nước như là muối ớt đỏ nè, muối ớt xanh, rồi nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt thì mình có một vị có sả để mà ăn kèm với ốc.
Và một vị thì để mà chấm với thịt hoặc là hải sản. Đây. Còn đây là nước nước chao để mà chấm thịt nướng. Đây là dành cho những khách mà không ăn cay á. Nhiều quá đủ vị hết ha. Rồi còn đây là những món muối tiêu để mà chấm với lại trái cây đồ. Hoặc là ai không ăn được cay thì mình có thể dùng muối tiêu, muối ớt. Đây là cái tô đậu phộng để dành cho khách nướng hải sản. Kèm vô đậu phộng đó hả? Sủng hấp bự này là gì vậy chị? Đây là để hấp ốc bu để giữ độ nóng của ốc á. Đây là ốc bu hấp xả. Và mình có để trên cái sủng hấp để giữ hơi nóng cho ốc nó luôn cái giữ cái độ nóng cho khách á. Cái nồi nghêu hấp xả để giữ cái độ nóng cho nghêu luôn nè. Cái nồi hấp này chạy bằng điện hả chị? Đây là xài bằng điện. Còn đây là mình có những loại rau củ để mà ăn kèm với lại đồ nướng hoặc là lẩu á. Dạ. Bao gồm anh thấy cái này là cái này là đang cái này người ta là rất là thích. Rau cần nước, rau cần nước nha. Và có cà chua mà cà chua bi. Và mình có đậu bắp nè để nướng ăn kèm với thịt nè cho đỡ ngán. Và bắp trái, cà tím. Và đây là trái dưa. Và mình có rau muống để mà ăn kèm lẩu với lại cải thìa, xả lẩu. Rất là đủ gu hết. Khách mà có cái nhu cầu hương vị gì ở đây thấy em thấy là đầy đủ hết. Cái nào cũng có để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách. Quán thường thường là đông lúc nào vậy chị? Tầm 5 giờ đến 8 giờ tối. Còn nhưng mà mình mở là như trước giờ đó nó không chị chuẩn bị được mình gì? 2 giờ là mình đã nhận khách rồi em, 2 giờ chiều. Rồi tới chừng khoảng chừng nào là quán bắt đầu dừng nhận khách vậy chị? 10 giờ là quán bắt đầu ngưng. Tụi em Châu Bò Review cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dẫn tụi em đi review và giới thiệu chi tiết từng món một như thế này. Vậy bây giờ trước khi mà mình kết thúc clip, chị có lời nào nói với lại khán giả, những thực khách có thể là tương lai sẽ ủng hộ chị hay không? Đầu tiên thì chị cũng cảm ơn tụi em đã xuống và giới thiệu món cho quán. Sau nữa thì cũng mong là khán giả cũng gần xa cũng biết đến và đến ủng hộ quán buffet ăn là đã. Thì chị cũng xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn chị. Và mọi người hãy ghé quán chị một lần khi mà có dịp xuống Ba Tri này. Bởi vì thì các bạn thấy đồ ăn tươi, ngon mà lại đa dạng, phù hợp với tất cả các khẩu vị luôn. Nếu như mà mọi người thấy clip hay và hữu dụng với mọi người thì hãy cho bọn mình một like, một subscribe để có dịp thì sẽ có được nhiều cái clip hay nữa để mọi người thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Xin chào mọi người nha. Rồi được chưa?